Nhân hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga. Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lord Fakafanua đã trực tiếp đến tham dự hội nghị, cho rằng đây là cử chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Lord Fakafanua là nhân tố góp phần vào thành công của hội nghị lần này. Cảm ơn Vương quốc Tonga đã ủng hộ Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội thông báo Việt Nam có chủ trương hoàn tất việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Chủ tịch Quốc hội Tonga thông báo Quốc vương Tonga đã phê duyệt chủ trương thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Việc ký kết sẽ sớm diễn ra và đây sẽ là minh chứng cho việc các quốc gia khu vực Nam Thái Bình Dương mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên cơ sở quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác nghị viện sẽ được tăng cường. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hai bên trên nhiều lĩnh vực sẽ được phát triển mạnh hơn nữa. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria Mondher Bouden. Nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria và đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ Algeria sang Việt Nam tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng điều đó thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam và Algeria là hai nước bạn bè truyền thống lâu đời. Phó Chủ tịch Quốc hội Algeria thay mặt đoàn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian đón tiếp, cảm kích lòng mến khách hào sảng của các nghị sĩ Việt Nam. Hai bên bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ thúc đẩy quan hệ về kinh tế thương mại tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước và Algeria sẽ trở thành đối tác của Việt Nam, là cửa ngõ Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi.